Hey, hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cái video mới. của mình. Và cũng khá lâu rồi mình không làm những cái video về tóc tai, về hair. Cho nên cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình là làm cái tóc đi. Như mọi người đã follow cái trang Instagram của mình ấy thì mọi người cũng đã biết là mình đã test cái sản phẩm này được khoảng tầm một tuần nay rồi. Và nhân hiện đây thì nếu như bạn nào chưa follow Instagram của mình thì hãy bấm vào follow luôn nhé. Như mọi người đã xem ở cái phần đầu của cái video này là ngày hôm nay mình sẽ review cho bạn hai sản phẩm đến từ nhãn hiệu, đó chính là nhãn hiệu là Debaden. Debaden là một hãng làm ra những cái sản phẩm về grooming, về chăm sóc tóc các thứ. Cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn review cũng như là muốn giới thiệu với cả các bạn đó chính là một chai xịt Siso Debaden. Đây là một cái chai mà các bạn có thể xịt được vào tóc trước khi mà sấy tóc để có thể là bảo vệ nhiệt độ phòng các thứ đấy, nó sẽ tăng lên cho các bạn. Và đầu tiên sẽ phải là về cái thiết kế của sản phẩm. Về cái thiết kế của sản phẩm này thì chúng ta được đựng ở trong một cái chai nhựa màu cánh gián như này, và bên trong sẽ là chứa được cái dung dịch của cái chai này. Về cái hình label, các bạn có thể thấy ở đây là label được in khá là đơn giản, có một cái hình của người, một người đang giơ cái nút like như này. Ở dưới nữa sẽ là ghi cái thông tin của chai này là Siso Spray. Thì mình thấy đây là một cái thiết kế khá là chung của Debaden rồi. Hầu như là những cái sản phẩm nào của họ ấy cũng đều là viết cái thiết kế như này, cũng đều là in thiết kế là có một hình người ngồi rồi like như này và ghi cái nhãn hiệu Debaden. Thế là những họa tiết này này nó khá là giống kiểu barber, kiểu nó rất là classic cổ điển ấy. Và ở mặt sau thì có ghi những cái thông tin của nó như kiểu như là Metal Texture các thứ đấy. Thì cái này thì các bạn tự tìm hiểu thêm. Và về cái dung tích của chai này có ghi một chữ khá là to ở đây là 200ml. Và mình thấy là cái dung tích này nó khá là lớn. Nó lớn hơn so với cả những cái loại pre-styling khác mà mình đã từng sử dụng. Và ở đây thì mình có một chai Psychic Zero của Babylon. Thì cái chai này các bạn có thể thấy ghi ở đây là dung tích là 155ml. Và mà cái chai Siso Spray của Debaden này nó tận 200ml. Với cái con số nó nhiều hơn so với cái chai của Babylon này thì mình nghĩ là nó có thể sử dụng được khá lâu, bởi vì là mỗi lần mình xịt thì mình chỉ cần xịt khoảng tầm 3 lần thôi là đủ toàn quanh đầu rồi. Và tiếp theo sẽ là về cái mùi hương của nó. Về cái mùi hương của nó ấy, mình thấy là nó khá là giống với cả cái mùi Sandalwood. Nó là một cái mùi gỗ đàn hương ấy. Đây chỉ là cái mùi ở trong chai. Còn khi mà xịt ra tóc ấy thì mình lại liên tưởng tới một cái dầu gội mà mình đã từng gội, đó chính là dầu gội Kefir Murphy Hydrate Me. Nếu như mà các bạn nào đã từng gội cái dầu gội đấy rồi thì nó thực sự rất là thơm. Và đến khi mà các bạn ngửi kỹ, ngửi sâu hơn ấy thì nó lại na ná giống như cái mùi của cái bọt cạo râu mà các bạn hay dùng ở trong những cái quán barber. Và về cái mùi hương của cái chai Siso Spray này, mình phải đánh giá nó khoảng tầm 9 điểm. Cái mùi hương nó khá là thơm. Và về cái độ phun sương của nó thì khá là tốt. Nó phun được đều và shine clarity, nó không bị ngắt quãng bởi mỗi lần các bạn ấn, vì là các bạn ấn lần nào cũng đều ra phun sương. Và cái điều này nó là có thể giảm đi một chút chi phí nào đó cho chúng ta, bởi vì là đối với mình ấy thì mình thấy là mình chỉ cần xịt 3 phát thôi là nó đã đủ toàn quanh cái đầu của mình rồi. Đây là một cái con spray cho nên là các bạn có thể xịt nó trước khi mà sấy tóc, nó sẽ giúp là bảo vệ nhiệt của cả máy sấy. Về cái phần bảo vệ nhiệt của nó thì mình thấy là nó làm khá là tốt. Mình có xịt sau đó thì mình trải đều quanh tóc. Thì đến khi mà mình sấy, mình có giữ yên máy sấy ở một vị trí từ 2 cho đến 5 giây là cái lượng nóng của cái máy sấy nó cũng không toát lên tóc mình khá là nhiều. Điều này cho thấy là chúng ta là có một cái lượng bảo vệ nhiệt nhất định nào đó ở trong cái chai Siso Spray này rồi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm mà xịt nó trước khi mà các bạn sấy tóc. Và tiếp theo thì nó sẽ làm tăng cái độ phồng của tóc của các bạn hơn. Cho nên là các bạn sẽ có một cái lượng độ phồng nhất định. Và về cái độ khô của cái chai này khi mà các bạn sấy tóc xong ấy thì mình thấy là nó được cân bằng được giữa độ khô và ẩm. Nó không bị quá là khô và nó không bị quá là ẩm như một số chai spray khác mà mình xịt lên ấy, là nó chỉ có hai tác dụng. Một là nó khá là khô, hai là nó khá là ẩm. Còn đối với cái chai này là nó được cân bằng được giữa độ khô và độ ẩm. Cho nên là các bạn xịt lên tóc thì sờ vào tóc nó sẽ không quá là khô đâu, cho nên là các bạn yên tâm. Về cái độ phồng của nó thì các bạn có thể thấy ở đây là cái độ phồng của nó cực kỳ là cao. Còn về độ giữ nét thì nó chỉ tăng thêm một chút cho cái mái tóc của các bạn thôi, còn đâu sẽ phải dựa vào sáp của các bạn. Và về cái độ texture, các bạn có thể thấy ở đây là cái độ texture mình cho ra khá là to và rõ. Những cái lọn tóc mà liên kết của tóc ấy nó cho ra khá là to và cái độ kết dính của nó vừa phải. Điều này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái độ texture tự nhiên. Và đây cũng là một cái điều khá là hay của chai Siso này, là để tránh trước được các bạn mà lỡ tay xịt quá nhiều ấy thì tóc của bạn sẽ không hề bị bết hay là bị quá là dính. Và tổng kết lại thì mình thấy đây là một cái chai spray, một cái chai pre-styling mà các bạn nên có.
và rất đáng sử dụng luôn. Và về chi tiết của những cái sản phẩm mà mình review này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về Dapper Dan cũng như là Tony Store, bởi vì là Tony Store bán khá là nhiều những cái đồ grooming. Và khi mà mọi người đã pre-styling xong thì chắc chắn là phải có một cái sản phẩm nào đó để cố định lại cái form tóc của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ review cho các bạn luôn một cái sản phẩm, đó chính là một cái lọ sáp cũng đến từ thương hiệu Dapper Dan. Nó có tên là Dapper Dan Metal Clay. Và mọi người lưu ý là để có thể là không giảm được cái hiệu năng của cái con Metal Clay này thì mình đã đi xả lại tóc rồi. Và về cái thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là về cái lọ Metal Clay này, nó được đựng ở trong một cái hũ kim loại màu đỏ như này. Về cái hình label đằng trước của nó thì như mình cũng đã nói rồi là nó làm khá là đơn giản. Một cái hình in nút like ở đây, ở dưới sẽ là chữ đen và đen, ở trên sẽ là chữ tên của sản phẩm là Metal Clay, và ở dưới cùng sẽ là ghi cái độ hâu của nó, thì độ hâu này là một cái độ hâu strong hâu. Và về cái thiết kế mà được đựng ở trong một cái hũ kim loại như này thì mình thấy là nó khá là cổ điển, nó khá là giống với cả những cái lọ pomade khác mà mình đã từng biết ở trên cái thị trường hiện tại. Và cái điều mà thực sự nổi bật ở đằng sau ấy là cái dòng chữ Made in England. Thì đây không biết các bạn như nào, nhưng mà mình thấy đây là một cái gì đó chỉ cần nghe để sản xuất tại nước Anh hoặc là nước Mỹ thôi ấy, thì mình thấy là nó khá là cao siêu, nó khá là cao cấp rồi. Oh my god! Wow! Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong của nó như nào. Bạn sẽ phải xoay này để mở. Ở trong này thì nắp nó sẽ có một cái tờ giấy để hút ẩm. Và đầu tiên các bạn có thể thấy là cái chất sáp của nó, cái màu chất sáp của nó là một cái màu kiểu cam nhẹ nhẹ. Mình nghĩ đây là một cái màu do clay nó để lại, là cái chất sáp màu như này. Và về cái mùi hương của nó thì theo nhà sản xuất có nói thì đây là một cái mùi hương gọi là smoke saffron. Saffron là một cái loại mùi hoa nghệ tây. Mình nói thật với cả các bạn luôn, mình cũng chả biết cái hoa nghệ tây, cái mùi hương của nó như nào. Nhưng mà mình thấy đây là một cái mùi nó khá là giống với cả những cái loại mùi mỹ phẩm khác mà các bạn hay sử dụng ấy. Nó là một cái mùi kiểu mùi mỹ phẩm, mùi phấn ấy. Nếu như mọi người chỉ ngửi một lần đầu như này thì chúng ta sẽ có một cái mùi nó hơi hắc hắc nhẹ thôi. Nhưng mà cái mùi này thì mình thấy là cũng có khá là dễ để có thể ngửi. Cái mùi hương này mình sẽ cho nó khoảng tầm là 8 điểm trên 10. Và mình đang thấy một điều khá là hay ở đây, mặc dù là cái chất sáp này của nó có ghi ở đây là clay, nhưng mà cái chất sáp của nó sẽ lấy ra nó khá là dễ dàng, nó không bị gặp cái trở ngại nhiều như những cái sản phẩm khác mà mình đã từng sử dụng. Và về cái chất sáp này thì các bạn chỉ cần dùng một cái lực vừa đủ thôi là các bạn có thể lấy sáp ra sẽ là dễ dàng rồi. Và cái sáp này của nó nhá, khi mà các bạn lấy ra tay ấy, nó khá là mềm và dẻo và nó khá là trơn ấy. Và khi mà đã lấy sáp ra rất là dễ dàng rồi thì mình nghĩ là đến cái việc breakdown mà các bạn xoa tay thì nó cũng còn càng dễ dàng hơn. Về cái phần breakdown này thì mình không phải dùng quá là nhiều lực như những cái sản phẩm clay khác, mà mình chỉ cần xoa nhẹ một chút thôi là những sản phẩm sáp này cũng đã ăn vào cái tóc của mình rồi. Cho nên là đây có thể gọi là một cái điểm cộng của cái con Made Clay của Dapper Dan. Và khi mà mình đã apply sáp lên tóc thì cái điều đầu tiên mình khá là ngạc nhiên là cái sáp này nó cho ra được một cái sự mượt nhẹ. Nó khá là khác với cả những cái con sáp clay khác mà mình đã từng sử dụng. Thì khi mà các bạn apply sáp lên tóc nha, thì tóc của các bạn sẽ khá là khô và rít. Và thường nó sẽ dụng khoảng tầm từ 2 đến 3 sợi tóc trên tóc của mình. Còn cái con này khi mà các bạn apply sáp lên tóc thì nó khá là mượt, nó không để lại một cái sự khô rít nào cả. Thì cái mùi hương của nó sẽ tỏa ra nhẹ nhàng một chút thôi rồi nó sẽ biến mất, chứ nó không ám ở đầu của các bạn cả ngày đâu. Cho nên là các bạn yên tâm là sẽ không bị đau đầu. Và về cái độ phồng thì các bạn có thể thấy đây là cái độ phồng của mình khi mà mình đã vuốt bằng con Metal Clay này. Nó cũng cho ra một cái độ phồng khá là tương đối, mặc dù là tóc mình khá là dài. Tóc mình dài thì nó phải qua mắt luôn, cho nên là cái độ phồng này mình thấy nó khá là tương đối với cả mình rồi. Và một cái đặc điểm riêng mà mình thấy là chỉ có mỗi con Metal Clay làm được, mà chưa có một cái con clay nào làm ra, là khi mà các bạn vuốt lên tóc nhá, thì các bạn trong khoảng tầm 10 phút đầu thì là nó sẽ khá là trơn và bóng. Nó sẽ khá là mượt tóc của các bạn ấy. Về cái độ giữ nếp của nó thì mình nghĩ là mình sẽ phải nói cho các bạn là cái độ giữ nếp của nó sẽ phải rơi khoảng tầm từ 10 đến cả 14 tiếng. Nó một cái độ giữ nếp mà mình thấy là nó quá là đủ cho một ngày rồi. Và đây là tóc của mình khi mà mình đã vuốt bằng con Metal Clay này được khoảng 2 tiếng. Thì mọi người có thể thấy là cái độ phồng của nó tương đối, độ texture của nó cho ra khá là rõ khi mà mình lùa tay như này nhá. Khá là nhiều, nó không bị dính lọn tóc lại với nhau. Cái độ kết dính của nó vừa phải. Khi mà các bạn vuốt lên tóc này thì nó sẽ làm cho tóc của các bạn nó không bị quá dính. Bởi vì khi mà dính quá đến khi mà các bạn restyle lại như này này thì tóc nó rụng ra rất là nhiều. Mà đây mình restyle thoải mái luôn, không hề gãy rụng một cái sợi tóc nào cả. Đây là một cái điểm khá là hay ở trên con Metal Clay này. Khi mà các bạn lùa tay và tóc như này này thì nó cực kỳ là trơn tru và smooth. Nó có một cái hiệu ứng gì đó mà khi mà các bạn vuốt vào như này nhá,
sờ tắt cực kỳ là thích luôn, mặc dù là độ hâu này, độ texture nó cho ra vẫn khá là ổn định. Và khi mà các bạn vuốt xong và các bạn gội đầu ấy thì chỉ cần một lần gội thôi, một lần gội thôi là bay hết tất cả những quả đã sáp rồi. Còn đối với những cái các clay khác ấy là thường sẽ bám trên tóc của các bạn khá là dai, các bạn cần phải gội từ hai gội này, hai lần gội một lần xả thì mới hết sạch được cái chất sáp của nó. Còn cái dầu còn đối với cả cái con mist clay này chỉ cần một lần gội và một lần xả là tóc bạn sẽ cực kỳ là ngon. Và về cái sản phẩm này thì mình thấy là nó hợp với những cái bạn là tóc trung bình như mình. Còn đối với những bạn tóc mỏng ấy thì phải sử dụng cái sản phẩm là Mr. Paste, cũng của Dapper Dan nhưng mà nó là dòng Paste thì nó sẽ là nhẹ hơn, nó sẽ làm cho tóc của bạn chuẩn hơn. Ok, tổng kết lại thì mình thấy đây là hai cái sản phẩm mà khá là ngon, mà mình cũng review, đánh giá và chia sẻ cảm nhận thật nhất của mình mà mình muốn gửi tới mọi người. Và nếu như mà các bạn có quan tâm đến hai cái sản phẩm này thì các bạn sẽ bấm vào link ở phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về Dapper Dan cũng như là Tony Store, bởi vì là họ đang bán hai cái sản phẩm này và ngay đâu đó là còn đang được sale thì phải. Và nếu như các bạn thấy hay thì nhớ là đừng quên like, share và subscribe cho mình. Các bạn có những cái câu hỏi nào về tóc thì hãy bình luận ở bên phía dưới, mình sẽ giải đáp hết tất cả các bạn. Và ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.